Thời tiết lại khá phù hợp với cảnh quay của thế gian. Ai vậy trời bạn ơi? Ai vậy trời đồ bể đồ nhựa bán không? Ai vậy trời bán không? Ai vậy? Bán không? Ai với chai đi? Bạn là người đam mê nghệ thuật, bạn sẵn sàng nắm bắt cơ hội để tỏa sáng. Hãy nhanh tay đăng ký cuộc thi tiếng hát triển vọng, cuộc thi dành cho mọi đối tượng đam mê nghệ thuật. Mình sẽ làm một điều xứng đáng cho những đồng tiền này. Mình sẽ thực hiện ước mơ của mình. Mình tự tin vậy thôi. Mình biết con đường nghệ thuật rất nhiều chông gai, nhưng mình sẽ cố gắng bằng tất cả tình yêu và niềm đam mê nghệ thuật của mình. Ước mơ của mình mà thành hiện thực thì chắc là mẹ của mình vui lắm.